Cô chào các em, sau đây cô và các em sẽ cùng giải câu hỏi số 1, trang 22 sách giáo khoa sinh học 10, đề bài như sau. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại? Đáp án A, đường đơn. Đáp án B, đường đôi. Đáp án C, tinh bột. Đáp án D, carbohydrate. Và đáp án E, đường đa. Như vậy ở đây chúng ta có 5 đáp án. Để trả lời đúng cho câu hỏi này, các em cần phải xem lại kiến thức đã học ở phần 1 là mã carbohydrate nằm trong bài số 4, carbohydrate và lipid, sách giáo khoa sinh học 10 trang số 19. Chúng ta đã được học carbohydrate hay còn gọi là đường. Và tùy theo số lượng đơn phân trong phân tử mà người ta chia đường thành các loại như là đường đơn, đường đôi và đường đa. Vậy đáp án A, đường đơn, đáp án B, đường đôi, đáp án E, đường đa sẽ đều nằm trong đáp án D, đó chính là carbohydrate. Còn đáp án C thì sao ạ? Đáp án C là tinh bột. Đây chính là một ví dụ của đường đa. Chính vì thế, đáp án A, B, C, E đều nằm trong đáp án D. Và đáp án chính xác nhất của chúng ta chính là đáp án D, carbohydrate. Và để bổ sung thêm một chút kiến thức lý thuyết cho chúng ta thì cô sẽ tổng hợp lại. Carbohydrate chính là hợp chất hữu cơ cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố CHO. Nó gồm các loại như là đường đơn, đường đôi và đường đa. Chức năng chính của carbohydrate chính là nguồn dự trữ năng lượng, cũng là vật liệu cấu trúc cho tế bào. Như vậy, cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1, trang 22, sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.